Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi video clip mới nhất trên kênh YouTube Dòng Đời TV của mình nha. Xin kính chúc quý vị một ngày mới thật nhiều sức khỏe bình an. Một cái thông tin rất là nóng liên quan đến bên phía một cái phát ngôn khá là sốc của bà soạn giả Tiên Áo bên Mỹ quý vị. Mấy hôm nay thì chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại cái chuyện của ông anh hai đang dính lao lý những cái vụ kiện, những cái vụ ăn cắp bản quyền buộc các tác giả phải lên tiếng yêu cầu bồi thường số tiền khá là lớn luôn. Và mới đây nhất, một cái bài đăng khá là bất ngờ của bà Tiên Áo tiếp tục đưa ra những cái luận điểm ủng hộ bên phía mẹ con cô cháu gái. Tới thời điểm hiện tại thì nghe nói đâu là bà cũng đang muốn trì hoãn cái phiên tòa sắp tới để coi như là bị sợ mất trắng căn nhà số 5 quý vị. Có thể nói bây giờ cô Xích có trì hoãn 1 cho đến 2 năm nữa thì cái câu chuyện sự thật vẫn mãi là sự thật. Và căn nhà số 5 vẫn mãi là con gái của ông Hoàng. Còn mẹ con của họ thì không có đủ tư cách gì để vào đó mà giành nhà cả. 5 căn nhà 1.000 lượng vàng và căn nhà từ đường Âu Vấp thì cô Xích đã phá tan bành mây khói rồi. Cũng vì theo cái kiếp đỏ đen quý vị. Một cái bài viết khá là sốc của bà Tiên Áo như thế này quý vị. Hình như là mấy người đang say sưa trong men chiến thắng mà quên rằng gia đình cô Xích vẫn còn tồn tại và đang nắm giữ chứng cứ quan trọng. Phiên tòa sơ thẩm vẫn chưa diễn ra mà tôi tưởng mấy người thắng rồi. Gia đình cô Xích vẫn chưa bỏ cuộc. Họ sẽ làm mọi thứ để giành tài sản mà huyết thống, ruột thịt của họ để lại. Di nguyện của anh Năm vẫn còn đó. HB mới thật sự là giọt máu đào của anh Năm được trao gửi niềm tin, nối nghiệp và sở hữu những tài sản mà anh mình một đời dành dụm. Cô Xích chú Bảy sẽ vẫn mãi ghi nhớ những lời dặn dò của anh Năm. Nên đừng nghĩ họ buông xuôi thất bại, mơ đi. Thực sự không biết là ai mơ. Bên phía cô Sáu chú Bảy đang mơ thì đúng hơn bà Tiên Áo à. Bây giờ thật sự là họ đã thua tới nơi rồi nhưng mà vẫn còn ảo tưởng sức mạnh lắm. Cái câu chuyện mà cha mất thì tài sản đó là cho con, chứ làm gì cái vụ mà anh mất mà để lại tài sản cho em, ngoại trừ người đó không có con đúng không? Thì mới đến hàng từ kế thứ hai. Và không biết, nhiều người cũng không hiểu lý do tại sao là cái bà Tao Nghiến này bà vẫn một mực khăng khăng cứ ủng hộ gia đình ruột thịt, không biết là có ăn chia chi chác như hôm nay hay không. Trước đó thì bà ta đã từng tung nhiều cái đoạn ghi âm để mà vu khống Hồng Loan, nói Hồng Loan là đứa con vô ơn, cắt ghép này kia để chia rẽ tình cảm của cha con chú Năm. Nhưng cuối cùng khán giả cộng đồng mạng đã nhận ra đó là những cái chiêu trò mà cắt ghép ghi âm. Và có thể nói hiện tại thì bên phía bà Xích đang rất là lao đao. Bà ta cũng đang giả bộ là muốn đổ bệnh, coi như là hủy phiên tòa và sẽ nói là có khả năng là không tham dự cái phiên tòa sơ thẩm sắp tới. Mọi chuyện thì bên phía Hồng Loan bây giờ cũng chả quan tâm nữa. Những cái vấn đề pháp lý thì chúng ta cũng đã đầy đủ rồi. Chúng ta là tương đối là bổ sung đầy đủ chứng cứ rồi. Chỉ cần ngày ra tòa thôi. Mọi người thấy Hồng Loan bây giờ rất là tất bật cái công việc cuối năm. Đi hát, đi diễn, bán hàng rất là đắt khách luôn. Bây giờ có cái show nào, ca nhạc nào mà có Hồng Loan tham gia thì hết vé. Rồi những cái mặt hàng nào mà được Hồng Loan mời giới thiệu sản phẩm thì bán rất là đắt khách luôn. Đó, người ta là được phước báo của ba của mình mới được như vậy. Còn mọi người thấy bên kia, từ những cái lũ ông anh hai, thằng Soàn, rồi đến mẹ con cô cháu gái và cả bà lành chành buồn này kia, vợ chồng chú Bảy là cũng như là bung bét hết. Bây giờ khán giả ta tẩy chay xô chậu thì chả ai gọi đi hát, mà suốt ngày cứ lên livestream bán hàng, bán gì hết mà chửi khán giả thì nhiều. Đó là những cái kết mà họ phải nhận quý vị. Một cái thông tin vui liên tục bên phía Hồng Loan là Hồng Loan tối nay sẽ tiếp tục cho ra mắt một cái MV khá là mới. Một cái MV mà sẽ đăng trên kênh Vũ Linh Family. MV tiếp theo là Người Tình Mùa Đông, qua phần trình bày của Hồng Loan quý vị. Bây giờ là nghe nói là 7 giờ tối hôm nay sẽ công chiếu. Trước đó là cái MV Con Nhớ Ba đã cán mốc 1 triệu lượt view sau 5 ngày con chiếu. Thì sau sự thành công đầu tay của tác phẩm Con Nhớ Ba thì BH Media tiếp tục có những cái hợp tác với Hồng Loan cho ra mắt thêm một ca khúc mới, hứa hẹn sẽ tiếp tục đạt một cái lượng view khủng. Thì sau khi mà thấy bên BH liên tục hợp tác với Hồng Loan thì bên phía cô cháu gái cũng cảm thấy tức điên, tức ói máu mà chả biết nói làm gì. Tại sao lại trước đây là từng hứa hẹn với bên phía cô cháu gái mà không hợp tác với mình.
Và trong cái phần sau của bản tin ngày hôm nay thì những nhân chứng sống sẽ tiếp tục lên tiếng vạch mặt một cái nhân vật mới, đó là bà Thiếm Bảy Khọt Phèo, bà Thiếm Bảy Khọt Xèo Quý Phi đúng không quý vị. Bà ta lên bán hàng là có liên tục chửi khán giả bên phía Hồng Loan, một cái người mà không có tư cách về đạo đức thì không bao giờ xứng đáng là một nghệ sĩ quý vị. Ăn ở dơ giấy mà lên chửi khán giả ở đàn bò thì là một cái người tự chôn vùi cái sự nghiệp của mình. Và để quý vị khỏi chờ đợi lâu, sau đây quý vị nghe một cái đoạn ghi âm của người trong cuộc tiếp tục lên tiếng vạch trần cái bộ mặt thật, cái âm mưu tham lam của bên phía mẹ con của cô Xích và bên phía vợ chồng của chú Bảy nha. Quý vị xem hết video để hiểu rõ nội dung câu chuyện nha. Trước tiên là cho tôi xin chào khán giả và cộng đồng mạng trước cửa nhà Hồng Loan. Giờ cho tôi gửi lời mấy cái kênh của mấy cháu mà phản biện trước cửa nhà Hồng Loan nha, gửi lại mấy cái lời này tới bà Khọt Xèo. Đó, bà Khọt Xèo ơi, cho tôi hỏi bà một câu ha. Từ lâu rồi tôi bắt xúc bà từ lâu rồi. Tại sao mà tối ngày bà lên bà chửi cộng đồng mạng và chửi khán giả mà chửi gia đình của ông cố nghệ sĩ hoài, bà Khọt Xèo? Hả? Tôi hỏi bà cái thân phận bà như thế nào? Hả? Thân phận mày hiểu gì vậy? Mạng mình cô yếu rồi. Thân phận của bà đứng ở chỗ nào? Đây. Bà có phụ giúp gì trong gia đình đó? 1.000 đồng thôi. À, lên dành ăn tôi không nói. Còn cái này cái bản thân của bà không có giúp đỡ cái gì trong nhà đó hết. Ha? Mà chỉ tối ngày dành ăn thôi. Tôi hỏi bà dành ăn cái gì? Ở trong nhà đó thở bà chửi con Hồng Loan, bà dành ăn. Tôi hỏi bà nè, bà dành ăn cái gì? Nếu như dành ăn á thì mẹ bùm bùm dành ăn mới phải, đúng không? Là bà cái thân phận của bà không biết mà tối ngày cái bà lên bà dành giật bà ăn không à? Của đó đâu phải của bà hả? Cũng gì bà, mà gia đình của người ta tan nhà nó hắt cửa hết luôn á, cũng gì bà đó. Ha, vợ thì xa chồng, con thì xa cha, bà chưa hài lòng đó hả? Bây giờ bà còn muốn đòi cái gì nữa trong gia đình đó nữa? Sao vậy bà Khọt Xèo? Bà không biết thân phận bà hả? Đã tôi nói rồi, bà muốn dành ăn hay là dành cái gì đó thì tôi nói bà về trong gia đình của bà đi. Ha, bà muốn dành ăn cỡ nào dành ăn không ai nói tới, không ai nói gì trơn á. Còn á, hỏi cái gì bà lên bà nói anh năm tôi. Tôi hỏi bà nè, cách nay 2 ngày bà lên bà dành lại cái nhà đó của ông cố nghệ sĩ, bà cho con ve. Tôi hỏi bà nè, bà có quyền hạn gì không mà bà dành ăn cái nhà đó? Ông cố nghệ sĩ nói gì nói, chừng nào lẽ tôi nói rồi, chừng nào mà ông cố nghệ sĩ nói ừ cái này cậu để cho con, mà ông cố nghệ sĩ có làm giấy tờ không, có đi ra công chứng không hả? Hay là trong cái bàn nhậu ông cố nghệ sĩ nhậu, trong khi đó ông nói đùa, ông nói chơi thôi mà tưởng thật ha, cầm điện thoại quay ghi âm đồ này kia tất tần tật hết. Nó như vậy là có đúng chưa hả? Hả bà Khọt Xèo kia, ông cố nghệ sĩ ông nói như vậy là bà tưởng là thật á hả? Không có đâu, bà sai lầm rồi. Bà con người bà cũng là nghệ sĩ mà, đứng trên sân khấu diễn như thế nào ông cố nghệ sĩ diễn cho bà coi ha. Bà tưởng thật nhưng mà bà không có suy nghĩ sâu xa. Đó, 8 cái đầu của bà nhập lại chưa bằng 1 cái đầu của ông cố nghệ sĩ nữa cho bà hay. Chứ bà đừng ấy, bà từng là năn nỉ ông cố nghệ sĩ giúp đỡ bà nè cho bà hay ha. Giúp đỡ bà cái gì? Hát tù cả lương như thế nào ha? Từng câu từng chữ ông cố nghệ sĩ chỉ cho bà ha. Bà tưởng là ngon rồi, bà tính bà nhào vô ông cố nghệ sĩ, nhưng mà bà nhào vô không có được. Bà nhào luôn qua thằng em của ông cố nghệ sĩ luôn. Vì vậy thằng em của ông cố nghệ sĩ á, người á, ham ăn ha, cỡ nào cũng quào quơ đặng ăn à. Đó, nhưng mà ăn thiệt, ăn luôn nhằm ngay cái chỗ mà như một cái hũ mắm thúi là tôi nói rồi ha. Con bùm bùm, mẹ con bùm bùm rất là hiền. Là tôi nói rồi, nếu như mà mẹ của bùm bùm mà tánh tình mà nóng ha,
một chút xíu lên là bà không còn gì đâu. Nói cho bà hay, nhưng mà mẹ con cũng bùm bùm, người ta biết điều, người ta biết suy nghĩ ha. Cái món đồ đó đó, người ta món gì đó người ta ăn xong rồi, đồ ngon người ta ăn rồi, còn đồ dở, đồ cặn, đồ thừa ha, để cho bà ăn, cho bà biết. Nhưng mà bà không biết đó, bà ăn đi, đây nè, sắp sửa nè, bà ăn cái cặn này mới ngon nè, cho bà hay. Bà cố gắng đi, bà đừng có hơi sức đâu, bà lên bà dành của nữa. Bà cái hơi sức của bà để dành đó, bà lo cho ông Bảy kìa. Lẽ tôi nói rồi, tôi không biết, tôi nói với bà không biết là ông Bảy có sống qua nổi con trăng này hay không ha. Bệnh đau, bà làm ơn bà tập trung bà lo cho ổng đi. Sống với bà được ngày nào thì bà mừng bà vui ngày đó đi ha. Chứ để mà củi coi mà ổng có cái chuyện cái hai mẹ con của bà sáu qua cái đồng sở hữu nữa là mất công mệt đó, cho bà hay. Mất công mệt đó ha, bà mệt với hai mẹ con nó đó, cho bà biết. Ý mà ông cố nghệ sĩ ha, ổng không cần đồng sở hữu cái đám của ổng, mà bà thấy không, hai mẹ con nó với hai vợ chồng bà với thêm thằng con của bà nữa đi qua đồng sở hữu nhà của người ta luôn, đồng sở hữu cái đám tang của ông cố nghệ sĩ luôn. Bao nhiêu tiền của ông cố nghệ sĩ, dạ, gia đình của bà sáu, hai mẹ con bà sáu, hai chồng bà với thằng con bà luôn, có trả lại cho người ta chưa, có sao kê chưa? Chưa hề sao kê. Nhưng mà bây giờ bà nè, hai vợ chồng bà nè với hai mẹ con của ông gia đi lên trên cộng đồng mạng nói gà gã, kêu cô Hồng Loan sao kê ra những cái gì mà nuôi bệnh của ông cố nghệ sĩ, hàng tiền bạc bên nước ngoài nước trong gì đó, người ta ủng hộ cho mẹ con, cho ông cố nghệ sĩ đặng cho lo cho ông bệnh trong bệnh viện, mà hai mẹ con của con gia với hai vợ chồng bà kêu người ta sao kê, là sao kê cái kiểu gì? Tôi hỏi bà ngoái cái lỗ tai bà ra bà nghe nè, sao kê ha. Bà kêu hai vợ chồng bà với hai mẹ con gia đi sao kê cái đám tang của ông cố nghệ sĩ đi. Đi sao kê trước đi, rồi hả kêu cô Hồng Loan nó sao kê ra. Cấp bản thân của mình ha, là không có nghĩa lý gì hết trơn rồi, mà lên trên cộng đồng mạng và khán giả nói ra gã luôn, kêu người này người kia sao kê. Tôi hỏi bà sao kê cái gì hả? Chừng nào mà cô Hồng Loan nó lấy cái của bà, hay là bà đóng góp về trong nhà nó ha, bà giúp đỡ gì cái ngày mà ông cố nghệ sĩ bệnh đau á, trong bệnh viện á, bà vô bà phụ bà nuôi, bà chăm bà lo tiền bạc, bà xuất ra bà cho cô Hồng Loan á, thì bây giờ bà kêu nó sao kê. Cộng đồng mạng và khán giả không ai nói tiếng nói nào hết trơn á đó. Bà khỏi cần kêu, khán giả người ta kêu luôn nữa, khỏi cần vợ chồng bà với mẹ con gia kêu nó, tự bản thân của nó biết nó sao kê gà. Nhưng mà bây giờ cái chuyện đó của người ta nuôi ba người ta trong bệnh viện, bà mẹ con bà với hai chồng bà có quyền hạn gì không mà bà kêu người ta sao kê ra hả? Bà có nghĩa lý gì không? Nói tôi quay ngược lại nè, hai ngày nay nè bà kêu á là con Hồng Loan trả lại căn nhà đó cho con ve. Tôi hỏi bà, căn nhà đó của ai mà trả lại cho con ve? Của ông cố nghệ sĩ hay là của con ve hả? Vô ở có 2 năm thôi mà tất cả ai đều cũng đòi đồng sở hữu với căn nhà của ba người ta hết trơn á. Như vậy đó rồi sao? Hết kiếm chuyện cái này tới kiếm chuyện cái kia hả? Sao vậy? Nếu như gia đình của bà sáu ha, với bà với ông Bảy á, mà biết điều á, đang là không có như tới ngày hôm nay đâu. Tôi nói hoài à, nếu như mà anh Năm mình biết kêu một tiếng anh Năm ha, mà mình có làm tròn cái bổn phận của anh Nam một người em chưa hả? Bà có xứng đáng là một người em dâu của ông cố nghệ sĩ chưa hả? Bà đi vô trong nhà đó có ai chấp nhận bà không? Bà có đăng ký kết hôn chưa? Bây giờ xã hội tân tiến lắm, ví dụ người nào muốn có chồng muốn có vợ hay gì đó là đi ra đăng ký kết hôn à, khỏi cần đám cưới, có yêu cầu có tờ giấy kết hôn đó là ok rồi. Còn cái này bản thân của bà ở bao nhiêu năm hả? Bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng rồi mà bà không có cái tờ giấy lộn lưng nào vậy? Bà hỏi cái bà lên trên cộng đồng mạng cái bà ra gã hả? Tôi nói rồi, bà làm tin thì thôi ha. Yêu cầu bà nhúc nhích ra một tiếng thôi, một từ nào đó thôi là bà chết với tôi. Là không phải là tôi làm gì bà, nhưng mà chết đây á, là cái những cái câu từ câu nói của bà lên xã hội á,
bà chửi quá. Bà làm bà nói bà nghệ sĩ lớn mà bà ăn nói thô tục quá à. Nói cái gì đâu mà chửi khán giả không còn cái gì hết trơn á. Tôi hỏi bà nè, bà là một nghệ sĩ ha, bà không nhờ khán giả rồi tiền đâu bà đổ vô cái miệng của bà hả? Cái miệng của bà ăn hoài không có hết đâu ha. Bà ăn tính cái bị gì, cái miệng của bà ăn hoài ăn quỷ à mà không có no. Phải đi rồi, giờ bây giờ phải đi giành giật, đi giành giật từng cái miếng ăn của người ta. Nó như con Hồng Loan nó có làm gì không? Bà lên hôm nay từ hồi đó giờ 2 năm nay rồi, bà lên bà chửi con người ta, người ta có nói tiếng bạc tiếng nào không? Hả? Vậy sao bà không biết suy nghĩ? Vậy mình lớn rồi mình suy nghĩ chút xíu đi, chứ mình đừng có để mãi như vậy nữa. Là con Hồng Loan, Thành Mỹ với Bùm Bùm. Đó, ba đứa họ giỏ đó, dòng họ giỏ đó. Bà thấy không? Bà sao bà không biết cái gì? Tối ngày bà ganh tị không vậy? Hả? Bà xăm si quá vậy? Hả bà khọt sẹo. Bà đừng từ đây xuống tới bà đừng có lên mà xăm si mà ganh tị hay nãy kia nữa nha. Bà thấy ba đứa họ giỏ đó, dòng họ giỏ đó. Rồi á, bà thấy ơi, con cháu bà đó, con ve đó họ gì? Hả? Bà, tôi yêu cầu từ đây sắp tới ha, mẹ con của con ve với hai vợ chồng bà đừng có lên nói mà giọt máu một ao nước lã nữa nha. Tôi thấy mấy bữa gài lên nói ra gã hoài luôn đó. Hôm tôi giải thích cho nghe rồi, bây giờ đừng có nói nữa ha. Muốn nói cái gì thì mình suy nghĩ cho kỹ cái những lời nói của mình, nói ra rồi là không có nuốt vô được đâu ha. Như một cái ly nước nó tràn rồi bà không có hốt lại cho nó đầy cái ly nữa đâu. Cho bà biết mình lớn rồi mình ăn nói cái gì là mình phải chứng kiến cái những cái lời nói của mình, chứ đừng có mà nói xong rồi nuốt vô rồi nói tôi không có nói ha. Đừng có nói như vậy, mình lớn rồi sau này mình còn là lập người nữa chứ đừng có để làm ngò ngộm nữa, xấu xa lắm. Mình sau này mình còn con cái mình nữa mà nó. Bây giờ yêu cầu bà nhiêu đó thôi. Bà về á, bà về, giữ gìn sức khỏe của bà đi, bà lo cho ông Bảy đi ha. Để thôi bà ổng mà gũi go ổng mà ngủm một cái á là mẹ con ve á đi qua đồng sở hữu cái đám tang hay là ấy đồ nãy kia nữa là hơi mệt á. Cho bà biết tới chừng đó có mình hai mẹ con bà làm lợi đâu đó. Chứ bà đừng có ý mà bà ấy nha, bà tranh giành ăn đồ nãy kia là tôi nói rồi ha, tôi nói hoài à. Bà muốn tranh giành ăn cái gì đó là bà về nhà bên bà đi, bà tranh giành ăn. Còn này nhà của Hồng Loan nó không cần, bà tranh giành không cần giữ tài sản gì của nó trơn. Nó vợ chồng nó với mẹ năm đứa cháu, năm đứa con của nó là nó giữ được số tài sản của ông cố nghệ sĩ rồi. Vậy còn con Bùm Bùm với Thành Mỹ muốn là giữ của cải á, bà dẫn thằng con bà về á bên thằng cha nữa ha, rồi đi giữ của cải. Chứ để sau này không biết là thằng cha nó mất rồi cái không biết là của cải ở đâu mà dành nha. Rồi tới chừng đó đó rồi đi ra đường đi bán vé số á, cho bà biết. Tôi nói trước rồi á, cho bà hay, bà cứ việc bà nghe lời tôi đi, không có sai chút nào hết trơn á đó. Giờ tôi chỉ đường cho bà đi luôn đó, bà dẫn thằng con bà đi về bên thằng cha nó, cho cha con nó gặp mặt. Rồi á, rồi bà muốn đồng sở hữu hay bà muốn tranh giành ăn cái gì đó thì bà cứ việc bà lên trên đó, bà lên kêu thằng cha nó tranh giành của cải để bao nhiêu viết di chúc lại đi, chứ để sau này là hơi bị mệt đó, cho bà hay. Chứ đừng có mà hở cái bà cái bà giành ăn trong nhà của cô Hồng Loan hoài. Tôi thấy mấy bữa gà tôi bức xúc lắm rồi, nhưng mà tôi chưa có nói, sẵn cái clip này lên tôi nói cho bà từ đây sắp tới ha. Bà làm thinh thì thôi, bà nói miễn bà lên bà livestream, bà bán hàng, có tiền bà sinh sống, bà nuôi gia đình của bà thì ok, không ai nói gì tới bà hết trơn. Yêu cầu bà nhích nhẹ ăn cái thôi, bà nói một từ nào mà bà chửi cộng đồng mạng và chửi khán giả hay chửi Hồng Loan gì cái ha, rồi á là khán giả đồ này kia không có nói bà, chẳng qua rồi là người ta không có nói bà thôi, bị gì mặt bà dày quá à, người ta không có nói được đó. Để cho tôi lên tôi nói cho bà nè, mặt bà càng dày tôi nó càng nói cho bà, cho bà mỏng lại ha. Chứ bây giờ á tôi thấy bà quá xấu xa rồi mà không biết thân phận của mình nằm chỗ nào á ha. Cái này thân phận của bà tôi không biết nằm chỗ nào á, đứng ngã ba đường cũng không được mà trong nhà cũng không xong, như vậy là sao hả? Trời đất ơi, bà đừng có để cho khán giả với cộng đồng mạng mà nói hoài bà ha.
người ta cũng buồn bực lắm, người ta cũng ngáy lắm, tức tối lắm. Nó, mình cũng một người đàn bà, mà mình lên trên xã hội, mình ăn nói mà không ai ưa mình một câu từ nào trơn á. Tôi hỏi bà như vậy rồi sao? Bà lên bà chửi cộng đồng mạng, chửi khán giả luôn. Tôi hỏi bà chửi khán giả, bà chửi cộng đồng mạng. Rồi tiền đâu bà bỏ vô miệng của bà? Hả? Vô cái mồm của bà vậy? Cái bà khó khẹo kia. Từ đó tới nha, bà làm thinh thôi nha. Bà yêu cầu bà lên trên cộng đồng mạng, bà nói một câu từ nào thôi. Tôi chính tôi nè, tôi lên tôi ấy bà nè, tôi nói bà nè. Bởi vì tôi biết bà từ lâu rồi, cho bà biết. Tôi biết bà mười mấy năm về trước, 20 năm về trước nữa, chứ không phải là mới biết đây đâu nha bà. Cho bà hay. Tôi nói thiệt, tôi biết mà con người của bà mặt dày như vậy ha. Tôi lên từ lâu rồi, tôi lên tôi nhờ mấy cái kênh mà phản biện á, trước cửa nhà Hồng Loan mấy cái kênh nào mà phản biện chính đáng á, ha. Là tôi nói thiệt với bà, tôi nhờ mấy kênh đó, tôi lên là tôi nói bà từ lâu rồi, chứ không phải tới mới bây giờ nói đâu. Hắn cho bà hay ha. Cái đợt mà bà suối ông Bảy á, từ con bùm bùm ha, không nhìn nhận con nữa. Bà ông nói một câu ha, bà suối ổng nói một câu. Bà ổng có một đứa con sanh ra là nó chết à, chết hồi mới sanh ra rồi. Tôi hỏi bà nè ha, bà suối ổng như vậy, ăn nói như vậy có đúng là một người không hả? Một con người không hả? Tại sao vậy? Bà đừng có để cộng đồng mạng bức xúc bà lên nhiều nha. Tôi nói rồi á, những cái câu từ của bà nói á ha, là cộng đồng mạng khán giả người ta biết hết rồi. Từ đây tới bà đừng có nói gì nữa nha. Bà làm thinh đi, bà lo bà bán hàng đi, bà lê chim bà bán hàng đi, bà kiếm tiền bà sống đi, chứ bà đừng có lên đây tranh giành nữa. Tranh giành đáng lý ra tranh giành là tôi nói hoài, tranh giành là mẹ con bùm bùm kìa, tranh giành kìa. Nhưng mà người ta sao, người ta biết thân phận của người ta ở đâu, ta đứng chỗ nào, ta làm cái gì đó. Tại sao mà cộng đồng mạng và khán giả của ông cố nghệ sĩ lại rất thương mẹ con của bùm bùm đó? Tôi hỏi bà như vậy á. Còn bà nói nghệ sĩ, bà nghệ sĩ lớn mà tại sao mà khán giả cộng đồng mạng không ai ưa bà một người nào trơn vậy hả? Bà còn sẹo kia nha. Bữa nay tôi cho bà cái clip ngắn vậy thôi, mai chiều tôi cho bà cái clip dài hơn cho bà biết. Bà làm thinh thì thôi nha, bà mà nói nữa là tôi cho bà cái clip dài nữa đó. Cho bà tối ngày tôi lên tôi nói bà, tôi bói bà thôi ha. Chính tôi là chính con người tôi nè, biết bà gành từ nào giờ lận nè, hồi còn con gái bà chưa có chồng luôn kìa. Cho bà hay ha, cho bà biết. Bà xui rồi, bà gặp tôi là bà xui rồi. Tôi nói rồi, bà yêu cầu bà gặp ai tôi không cần biết, nhưng mà gặp tới tôi là bà xui rồi. Bà xui xẻo lắm. Bà làm thinh nha, bà lên bà nói nữa là bà chết với tôi đó. Chết với tôi là không phải là tôi làm gì bà, nhưng mà chết cái câu từ chết á. Tôi giải thích cho bà nghe, cái những cái lời ăn tiếng nói của bà nói như thế nào. Chính tôi lên phản biện bà nè, chính tôi lên tôi nói bà nha. Bà sao khèo kia. Rồi, tới đây clip này cho tới đây được rồi nha.